Em Dũng và em xin chào tất cả anh em đang xem video của em Dũng. Thì hôm nay em lên cái video clip giới thiệu với mọi người một con ổn áp cách ly của Liwa, sản xuất năm 2009. Thì hôm nay là em có một cái máy này là hàng lưu kho, nó bị lỗi sơn. Nó bị lỗi sơn là nó lưu kho này là không bán được. Mới cái năm 2009 thì bên bán hàng họ với lưu kho là họ cho về kho, thì đến nay mới đi thanh lý ra được. Nó bị lỗi cái sơn này. Sơn này nó bị oxy hóa nhôm, nó bị lỗi nên là cho lưu vào kho, thì từ năm 2009 giờ đến hôm nay mới thanh lý ra được. Người ta bán thanh lý thì bên em lấy về được, thì là giới thiệu với anh em chơi audio trên toàn quốc một con máy ổn áp cách ly 3kVA, công suất là 3000VA, điện áp đầu vào từ 150V lên đến 250V, điện áp đầu ra là 3000, điện áp đầu ra là 220V, không có điện áp ra 100V, 210V, chỉ có 220V thôi ạ. Công suất là 3000VA. Power Studio AVS 30, viết tắt của từ 3000VA đấy ạ. Liwa AVS ạ. Áp của nó là C16A 15A. Đồng hồ đo A, đo dòng. Đồng hồ vôn thì hiện tại thì đang chết rồi. Tí sẽ thay một cái đồng hồ chính hãng của Liwa vào luôn. Lên video quay cận cảnh cho anh em xem một cái ổn áp cách ly 3kVA năm 2009. Tất cả vỏ đều là vỏ nhôm gập, sơn tĩnh điện. Bộ motor điều khiển đây. Khi điện áp sai số thì cái motor này sẽ điều khiển nhận lệnh từ con mạch kia. Nó sẽ quay quét. Và con máy này là bôn của con 10kVA luôn ạ. Nặng 32 cân. Ổn áp cách ly 3000VA, nặng 32 cân, bao gồm cả vỏ. Tất cả cái báng đều là bằng đồng hết. 2009 ạ. Trên mạch này có ghi năm sản xuất của cái mạch luôn. Liwa S90 2009 CAT. Hiệu mạch. Và con này hay một đặc điểm là nó sẽ có cái dơ le cắt điện áp cao khi phải điện áp ra cao quá 250V. Cái dơ le là nó sẽ cắt điện áp, không đóng điện áp ra nữa. Và khi bật lên nó cũng có vài giây để nó trễ điện áp, đóng điện áp ạ. Thì em quay video giới thiệu với mọi người. Ổ cắm này của nó năm 2009 là của ổ của Panasonic. Cái Liwa nhập của Panasonic, hàng của Thái Lan luôn, made in Thái Lan, dọc trên cái vỏ này luôn. Đây thì em quay về đằng sau cho mọi người trước khi vào chủ đề chính. Đằng sau của nó đây ạ. Cổng điện áp đầu vào là rắc cắm 3 chân, rắc cắm nguồn 3 chân như này. Bắt bằng ốc vít cơ khí không hàn của cắm Panasonic. Dưới này nóng rồi. Con này thì là nó là ổn áp cách ly chống giật khử nhiễu, chuyên dùng cho các bộ dàn công suất lớn. Ổn định điện áp, giả sử khi mà điện áp em đang cho qua vô cấp dao động thì là ổn áp nó sẽ luôn luôn là ổn định điện áp cho mình. Lên thì nó kéo xuống, mà xuống thì nó kéo về điện áp 220V, cộng trừ sai số 1-3% của điện áp đầu ra. Rất thích hợp cho anh em nào dùng bộ dàn cần điện áp chính xác. Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng nha mọi người nhá. Đây là cái đồng mà em giải thích luôn, là cái trên cái bề mặt quét này thì là nhà máy người ta sẽ phải mài đi để cho tiếp xúc trên cái chổi than này, nó sẽ tiếp xúc trên số vòng dây của điện áp, nó sẽ mở giải xuống đến 150V. Con này bình thường nó mở giải được xuống đến tầm khoảng giải 50, nhưng mà hãng họ chỉ mài đến điểm 150V thôi. Còn từ đây xuống đến đây 90V, xuống đây 50V thì hãng người ta không mở giải nữa, nó chỉ giảm giải 150V thôi. Tất cả đều là mới 100% hết. Điện áp dao động thì là nó sẽ quét một cái điện áp cho mình. Cho nên em sẽ đo điện áp cho mọi người nha. Điện áp ra 220V chuẩn mọi người nhá. Sai số rất là ít luôn ạ. Thì cái đời này dùng cho audio thì là Liwa người ta làm rất là cái hệ sai số nó ít lắm.
Để ép dao động liên tục mọi người nhá. Để ép luôn luôn ổn định, cộng trừ sai số đấy 1-2% thôi. Và cái này là ổn áp cách ly chống giật luôn. Mọi người dùng rất là an toàn. Ở đây em đang có một cái tô vít này. Nó là kim loại nhá. Em chạm vào đầu ra cho mọi người xem này. Đây tay em đang nắm nhá. Chạm đầu ra. Đang có điện nhá. Chứ không phải là em ngắt điện đâu nhá. Đây. Cắm một cực vào đây đi. Một cực bên này. Nó hơi lỏng. Vì em vừa quay vừa ấy nên nó hơi lỏng. Thì áp ra đây 220V, 221V. Em sờ thoải mái nha, tay tiếp đất này. Tay em tiếp đất nha. Đây này. Em quay, em không quay được chân của em tiếp đất luôn bằng tay luôn đi. Thoải mái luôn. Các cực tiếp đất đều bằng không hết nhá. Hay của cái biến áp cách ly như thế nó đảm bảo an toàn cho mọi người. Và cái loại biến áp này nó giữa cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp nó có màn chắn nhiễu, bọc dây bạc, dây màng chắn nhiễu là lá bạc, lá đồng, nhưng Liwa người ta đang sử dụng lá bạc thì phải. Và nó có điểm tiếp đất ra dẫn ra đây, dẫn ra đằng sau này. Dây màu vàng này. Là tiếp đất. Màn khử nhiễu. Đây em sẽ thử bật cái ấm siêu tốc, cảm ơn siêu tốc cho mọi người xem nhá. Bật điện áp. Đây nhá. Khi mà bật điện áp cái vô cấp này, cái ấm siêu tốc này nó sẽ quét. Điện áp sụt nó sẽ quét. Đấy. Vẫn luôn luôn ổn định là 220V cho mọi người luôn. Em sẽ đo luôn. Nó được tầm 217V. Sụt mất 3V. Khi mà tắt ấm siêu tốc đi. Nó được 218V. Điện áp sai số 1-3%. Ổn điện áp luôn. Quay video giới thiệu mọi người như thế. Con máy này em đang bán ra là giá là 5.500.000, bảo hành 2 năm cho mọi người nhé. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, là hàng lưu kho bị lỗi sơn nhá. Vỏ của nó còn mới này, nguyên này. Chỉ có em Dũng mới có những cái mặt hàng gọi là hiếm có, khó tìm như này thôi, chứ còn bình thường người bình thường. Các cái shop bán ổn áp bình thường nó sẽ, người ta sẽ không có những cái dòng này đâu, vì mới nhất là bán hàng nó phải am hiểu để khách hàng người ta tin tưởng mình, và thứ hai nữa là phải biết để mà giải thích cho khách hàng. Đây ạ. Vỏ nhôm mọi người nhá, vỏ nhôm gập nhá. Nó bị lỗi sơn đây này. Lỗi sơn nó vẫn còn đây này. Lỗi sơn không bán ngày thì không bán mới được, nên là người ta cho vào kho người ta lưu. Nó bị oxy hóa hết rồi. Nhôm là mọi người biết rồi. Đấy, em quay video giới thiệu mọi người thế thôi. Anh em nào có nhu cầu mua cái ổn áp cách ly vào 220 ra 220 này thì liên hệ với em nhé. Giá 5.500.000, bảo hành cho anh em 2 năm luôn, thêm 1 năm của cửa hàng. Cảm ơn mọi người theo dõi video nhé.